Vâng, xin chào bác, chào anh em, chào mừng các bác quay trở lại kênh Quyết Audio. Trước màn hình các bác anh em là một cái mẫu mic không dây New Sound Mi 3 có trong mũ các bác nhé, New Sound Mi 3 Pro. Em muốn quay cho bác anh em luôn, đây là cái hàng nguyên kiện của em nó. Đây, bóc hộp mở ra cho bác anh em xem. Thì rất nhiều anh em có chia sẻ bảo là những con này nó có cả bộ pin sạc mà bán thì mang tiếng bảo bán rẻ, nhưng mà lấy của khách bộ pin sạc thì còn gì là rẻ. Em mở sẵn ra cho anh em luôn. Nguyên bản của em nó hàng về thì gần như không có cái bộ mic không dây nào có pin sạc hết các bạn. Anh em có nhu cầu thì anh em thêm tầm 100 ngàn thôi là đã có những bộ một bộ pin sạc rồi. Bộ pin sạc thì gồm 4 viên pin và một đốc sạc cho bác nghe. Và đây những cái cục nguồn này. Anh em có anh em bảo còn bên em thay cái nguồn khác. Bên em đổ cái nguồn rẻ hơn. Cái nguồn này thì đó là nguồn AutoVolt các bác nhé. Nguồn AutoVolt thì các bác anh em có thể là cắm vào điện 110, điện 220 đều được hết. Các bác có thể cắm bất kỳ vào điện nào đều được. Còn cái vấn đề mà anh em sử dụng là cái nguồn tăng phô ấy, nó không có đắt hơn đâu. Mà nó chỉ có thể một là cắm điện 110, hai là điện, cắm điện 220 thôi. Đa số các hàng chính hãng bây giờ người ta đều dùng nguồn AutoVolt này cho thuận tiện hơn. Và có anh em thì thắc mắc là đây là cái dây cắm điện thoại đúng không? Dây USB ra tay C. Thì anh em bảo là còn lấy cả cái củ sạc điện thoại của bác nữa. Cái này nó không có anh em, để cho gửi thêm cho bác anh em để nếu như trong trường hợp mà cái cục này này, cái cục này nó bị lỗi chẳng hạn thì các bác có một cái sơ cua các bác cắm bằng cái củ lạp điện thoại vào để anh em có thể sử dụng được nhé. Rất nhiều anh em thì lấy thì anh em lại bảo là những cái phụ kiện đấy nhà em thì lấy đi. Riêng có một cái mà chắc chắn em sẽ bỏ ra, đó là cái pin test này. Bởi vì là ký hợp đồng với bên đơn vị vận chuyển thì nhà em sẽ bỏ ra các bác. Cái này thì là trong cái phòng chống cháy nổ khi vận chuyển thì chắc chắn nó sẽ phải bỏ đi rồi. Anh em về test thì anh em vẫn còn tầm 10.000, anh em mua giúp em cặp pin để anh em có thể về test khi mà nhận hàng. Và một cái nữa đó là tay mic. Tay mic thì anh em cũng thắc mắc luôn, đó là em ơi tay mic này thì cái nút này để làm gì, sao anh gạt hai lao không được. Thì em chia sẻ luôn cho bác anh em, đây không phải cái chế độ gạt hai lao nhá, cái này để bấm ạ. Để bấm chọn ba cái chế độ nó tích hợp ở trên đây các bác ơi, ba chế độ effect ấy. Chứ không phải là anh em bấm ở trên đầu thu nhá. Các bác bấm bất kỳ tay mic nào được, các bác vừa dùng các bác vừa bấm. Bấm thì nó sẽ thay đổi các chế độ effect ra và nó sẽ hiển thị trực tiếp ở trên cái đầu thu rồi luôn. Nó có ba cái đèn sáng đây. Ba đèn sáng ghi DSP này, 1 2 3 tương ứng với trong tay mic luôn. Đấy, tương ứng với một là reverse delay 200 mili giây này, còn cái chế độ thứ hai là reverse delay 400 mili giây, và chế độ thứ ba thì nó sẽ tăng lên 600 mili giây, nghĩa là nó kéo dài hơn. Đây, anh em nhìn rõ đấy, đây còn tem bảo hành của nó rồi. Đấy, đầu thu của nó thì sẽ có một cái nút này anti feedback đây. Đây là cái chức năng chống ngú của nó các bác nhá. Nó sẽ bổ trợ cho các bác anh em nếu trong dàn âm thanh karaoke của bác anh em mà là echo hát nó hay rồi, có con âm ly như Jaguar 506 mà các bác anh em mua hàng bãi bây giờ hát cái phần echo nó khá là mượt mà rồi. Anh em cần thêm cái hiệu ứng tiếng vờ thì anh em có thể tích chọn trên đây. Hoặc là anh em thấy nó bị rú rít thì cái phần chống hú này nó sẽ hạn chế cho anh em. Nó hạn chế thôi chứ không phải nó cắt hú 100% các bác. Nó giảm thiểu đi khoảng tầm 50 từ 50 cho đến 70% thôi chứ không cắt hú tuyệt đối đâu. Phía sau này là bốn cái nút cài dâu nhá. Cài dâu bắt sóng đấy. Đây anh em có thể nhìn đây. Nhiều anh em thì cắm vào thì sợ nó đau, đồ mình mua sợ nó bị hỏng đúng không ạ? Anh em cắm thế này thôi. Anh em cắm vào thế này thôi. Như thế này thì nó không có tác dụng gì các bác nhé. Bởi vì cái chân đồng bên trong này nó chưa tiếp xúc được với nhau. Hai chân đồng chưa tiếp xúc được đâu. Anh em cắm vào, không phải nhìn nó, cái trò ở đây thôi. Đấy, em quay hẳn ra, em không nhìn nhá. Xoay này. Cứ các bác cứ cầm cái cổ này nhá, cổ rồi, các bác cứ xoáy ngược chiều kim hồ. Bao giờ đánh cái tạch một cái. Nó có cái lẫy, đánh cái tạch một cái thì nó mới có tác dụng. Nó mới hỗ trợ bắt sóng xa được. Nhiều anh em về cắm cái nửng lơ này thôi, cái chân đồng nó không tiếp xúc được với nhau thì nó không có tác dụng gì đâu. Đấy, còn hai cổng ba lăng này để dành cho anh em người ta làm sự kiện, người ta là cắm với mixer và vang số người ta chỉnh riêng biệt. Nhiều anh em sử dụng gia đình thì các bác cũng muốn như thế nhưng mà các bác lại dùng vang cơ thì thực sự là cắm cổng ba lăng hay cổng 6 ly này nó đều không có sự khác biệt gì hết, nó đều giống nhau. Mà chúng ta mua thêm dây ca lông, chúng ta tốn thêm tiền thì cái này em nghĩ là chúng ta không cần thiết lắm. Đó, chia sẻ về em mic New Sound Mi 3 Pro có chống hú và có tích hợp echo, những cái thắc mắc của anh em mà em tổng hợp lại. Và hôm nay tiếp tục về hàng thì em quay cho các anh nghe.
Và anh em có nhu cầu về mẫu mic có chống hú lưu sao Mi 3 Pro này thì anh em liên hệ trực tiếp bên em, giá chưa đến 2 triệu đồng. Chưa đến 2 triệu đồng các bác nha. Bao ship về tận nhà, bảo hành 24 tháng, 1-1 trong vòng 60 ngày. Và anh em đang xem video mà có nhu cầu nâng cấp thì anh em cũng liên hệ trực tiếp qua số điện thoại Zalo bên em. Và đừng quên ủng hộ cho chúng ta và đăng ký kênh các bác nha.